con sợ, không có sợ nặng đâu. Lấy nhiều quá bà ba không biết bà có. Lý xin mến chào cả nhà thân thương đã với kênh, đã đến với kênh Tý nha. Thì hôm nay ở nhà ơi, lúc sáng á thì Tý cũng có qua thăm con bảy đấy, nhưng mà sáng thì Tý có công việc á, thì đám gọi là này, đám hỏi của đứa cháu đây, Tý cũng tranh thủ về đấy. Chiều nay thì Tý cũng sắp xếp công việc ổn thỏa rồi đấy cả nhà. Thì Tý cũng có mua mật nho này cả nhà. Đây mật nho này là loại khác nha, của anh Vy thì cũng rất là ngon luôn, nhưng mà hồi là tại vì mình cũng đang ở chỗ gần đó thì cũng bán mật nho, nó sẵn tiện mình ghé vào mình mua mật nho này cho ông uống thử nha, xem như thế nào giờ cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì Tý cũng đến đây á, thì nếu thấy ông đang ngủ thì Tý sẽ không có kêu đâu cả nhà nha, Tý không có kêu đâu, Tý đang ở ngoài thôi. Cả nhà ơi, cả nhà xem kênh của Tý, cả nhà nhớ đăng ký giúp Tý nha. Cả nhà xem video của Tý thì rất là nhiều luôn, nhưng mà cả nhà cô chú anh chị thì chưa có đăng ký kênh Tý thì giúp Tý một cái đăng ký nha, để Tý đạt được cái mốc đăng ký nó cao hơn một xíu, gọi là để tạo động lực cho Tý nhiều hơn nha cả nhà nhé. Ok cả nhà ơi, thì ông Bảy đang ngủ thì Tý sẽ không có kêu ông Bảy dậy nha, thì để cho ông ngủ thôi, cho ông ngủ mình thì Tý sẽ chờ. Chứ ông đang ngủ ngon mà sợ kêu ông dậy thì tội cho ông đó cả nhà. Người thấy không? Ơi, ông dậy luôn rồi hả? Ừ, ông ngủ lâu chứ? Con định để cho ông ngủ một chút xíu á. À, con có đường mua mật nho cho ông nè. Đã không? Đây con có mua nè. Cái mật nho này, mật nho khác, mật nho của anh Vy uống cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà con ở gần nhà con á, thì con chạy ngang qua con mua luôn á. Mua mật nho á? Dạ. Đây, mật nho nè. Ông Bảy chờ con xíu để con chạy đi mua đá, uống bia đá phải không? Ông Bảy nha. Ông Bảy mặc áo vào đi, để con đi mua đá xong là xong luôn ông Bảy nha. Ok nha ông Bảy nha. Ok. Ok đã. Cảm ơn. Cái này nước hết để Tý đi lấy nha. Trời ơi, thôi con ơi. Con không, để con lấy. Không có cực. Bây giờ nếu mà con cực thì con không lấy thì nước đâu mà ông xài. Để con lấy. Rồi, để là tao xách hai thùng nữa. Không, ông không được xách nha. Con đi rất ông không rồi. Có được xách, tụi con có xe, ông biết không? Trời ông đi bộ, ông đi không nổi rồi mà ông xách nữa sao mà chịu nổi. Để Tý nha, ông nha. Trời, sao mà khổ. Tụi con qua thăm ông á, ông khỏe là tụi con mừng rồi. Cho con ấy cảm ơn nhưng mà vất vả lắm con. Không có vất vả, để tụi con làm được. Thôi. Con chèo đèo lội suối con đi được mà không chi là mấy cái này. Thật sự nếu mà con mà không giúp ông Bảy, bây giờ con nói ông nha, con cũng quay ông nhiều, cũng nhiều người họ cũng vào, họ cũng bình luận xấu về con á, nhưng mà con đâu bỏ ông đâu, con vẫn quay về ông. Chứ nói gì nói nhưng mà con thăm ông là chính, chứ con không nghe, con bỏ ngoài ra đứng việc người ta nói xấu về mình, nhưng mà con tập trung về ông. Ông khỏe là con mừng, còn tất cả cái nước này để con đi lấy nha. Trời ơi, ông giả không có vất vả, không có sót giả đâu ông nha, không có sao khóc sót ruột đâu. Hồi nãy con tới mà con không dám ông gọi ông Bảy dậy luôn á, con sợ ông Bảy đang ngủ ngon. Biết rồi, tao nằm dạ. Nhưng mà con để đó, con cố gắng để nhẹ luôn, mong để ông Bảy cũng tin lắm á. Thôi con không có ngủ nằm là nằm nghỉ thôi đúng không? Nằm nghỉ. Ông Bảy chờ con xíu, con đi mua đá về để hai ông cháu mình uống cái này nha. Cái này á là nó lớn hơn hay sao á ông ơi? Vậy hả? Đây này, đây cả nhà ơi, đây cái này là để Tý quay cho cả nhà xem rõ nha. Đây 5 tiếng là cơ sở là rượu nho, mật nho này. Đó, cái này là mật nho nha cả nhà nha, không phải là rượu nho nha. Đó. Đây này để Tý á, đó, để Tý quay rõ ràng này. Đây gần nhà Tý chạy đi mua luôn. Tý cũng định điện cho anh Vy rồi nhưng mà mắt con Tý lại quay chạy vào nhà anh Vy, nó cũng một đoạn nữa đó, nó cũng hơi xa đây, thì Tý gần nhà Tý mua luôn. Trời thôi thì Tý đi mua đá một chút xíu nha. Đó rồi cả nhà ơi, Tý vừa đi mua đá về cho ông nha. Tý sẽ bỏ vào cái đá lớn đã. Ông ơi, cái này có nước rồi làm sao? Không, con bỏ vào thùng xốp chưa? Thùng xốp nó giữ kín hơn. Dạ, thùng xốp còn nguyên không ông? Còn nguyên. À, chè này lát nữa ông nhớ ăn nha, hồi sáng con có mua nè. Dạ. Tính là hồi ăn cơm gà ăn nói. Dạ. Đây cả nhà, Tý sẽ bỏ đá vào trong này á.
thì thùng xốp thì nó sẽ giữ nhiệt hơn nha. Đây tí bỏ nguyên cái túi này luôn, không có đổ ra. Thì đây lấy đá cho ông, cho ông uống cái rượu, cái mật nho đấy. Thì ông cũng bảo là dạo này cũng hơi khó ngủ á, nên khó ngủ, khó ngủ đúng không? Ừ, khó ngủ. Ban đêm ngủ không được hả? Ừ, bây giờ là nếu mà lần này uống rượu nho này được á, là ban đêm là ông nên uống một ly để con mua đá. Để... Ừ, chứ. Dạ. Uống đừng uống nhiều, ông uống nhiều là nó sẽ bị say. Ừ, nó dạ. Uống chút thôi. Nhưng với lại uống để con pha cho ông uống nha. Ừ. Dạ. Đây cả nhà ơi. Cho ông uống à, mật nho mà không có đá uống là sẽ không được nha cả nhà nha. Đây đây cái chai này là lớn hơn hay sao á, hình như là cái chai này lớn hơn ông ơi. Nhưng mà ông thử ông xem uống cho có giống như hôm trước không nha. Ông chờ con xíu nha, để con tháo ra con mở cho ông cho. Wow, wow. Nhìn đẹp không? Phải mật nho không? Cái này mật nho đấy ông này, có cái chữ mật nho này. Ừ. Đây là cái chữ mật nho này, ông thấy không? Dạ. Cái này là mật nho nha ông nha. Ừ. Cái nhà nha, cái này là mật nho nha cả nhà. Tí cũng phải cây rỡ cho mọi người cả nhà xem á. Đây con mở cho. Đụng rớt cái má. Wow. Ui, ngon lắm, thơm lắm mọi người. Đây này nó đầy luôn á, nó không có ấy. Có con vơi. Còn uống không? Không, con không uống đâu ông ơi. Thôi, chết rồi con ơi. Dạ, đây. Thôi. Đây. Không uống nhiều. Đây, tí độ nhiêu đây thôi nha. Ừ, thì, có nhiêu thôi. À, ông cứ uống hết cái chai này đi. Ừ. Khi nào mà hết nữa thì con tí sẽ mua đi ông nha. Thôi, mua một chai mua. Ông cứ uống, nếu mà tốt cho sức khỏe ông uống để mà ông ngủ được á là để con mua cho ông. Phải rồi. Dạ. Quan trọng là ông ngủ được hay không thôi. Ông chờ nó tan một chút xíu nha ông nha. Thêm một xíu đi đâu không? Thôi thôi. Được nhiều quá. Dạ. Nhiều quá nó sai chịu nổi. Sai thì không sai đâu. Không phải chuyên nghiệp uống rượu, sợ nó sai quá chịu không nổi. Không không có sai đâu, cái này là mật nho mà xưa con uống nhiều lắm. Ừ. Hồi xưa là con ở trên làm thành phố đấy, con hay uống nhiều lắm á chứ. Dạ. Bữa hổm uống nhiều quá nó sai. Bữa không uống, nếu mà uống ngủ được thì đề đấy mà nó đâu sai đâu, cái đó không phải sai đâu. Ừ. Cái rượu nho này là ông uống vào nó kích thích cho ông buồn ngủ thôi chứ không sai đâu. Sai là khác. Sai là cái đầu óc của mình quay cuồng đúng không? Ông ơi, có biết xài điện thoại chưa? Để con chỉ một lần nữa không? Hả? Có biết xài điện thoại nữa không? Để con chỉ một lần nữa nè. Biết rồi. Biết chưa chắc chưa? Ừ, biết rồi. Lát nữa con gọi thử rồi biết bắt máy không nha. Ừ, biết rồi. Đâu, cái này uống xem thử, ông thử xem thử là cái mật nho này với cái mật nho kia xem có khác không? Chắc cũng thứ. Dạ, ông uống thử nào. Thứ rồi. Giống nhau đúng không? Ngon. 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 Thứ bữa ổn. Dạ. Con hồi sáng á, con bận công việc. Thì con nói là đi đám hỏi cho đứa cháu ruột. Dạ thì con qua đây con tranh thủ quay ông á. Nào, xong rồi con mới chạy về, bây giờ con sắp xếp xong rồi nè. Thì con mới chạy qua thăm ông nè, lát nữa con đi lấy nước cho ông. Bây giờ hiện tại bây giờ là hết nước rồi đấy không? Giấc giả luôn cô ơi. Không, không có giấc giả đâu con. Ông đừng có nói như vậy, ông nói vậy con buồn á. Trời ơi, có kiểu nặng nề, xót ruột lắm con. Không có sao đâu. Tụi con đi nó còn xa hơn cái đó nữa, xa lắm á. Xót ruột chứ là. Dạ. Thế là thôi mình. Ông Bảy ăn cơm chưa? Ăn chưa. Ăn chưa rồi ạ? À? Ăn giấc sáng rồi, chiều ăn chút nữa. Dạ. Chiều hả? Chiều mới ăn nữa không? Ừ. Giấc sáng ăn rồi. Ăn dạ. Canh chua với vợ quy với quy rồi đó. Ngon không ông? Ngon, nó ngon. Ừ, chứ nhà vợ anh Vy á, nó ngon lắm. À, ừ. Con cũng hay qua nhà anh Vy ăn cơm mà. Đàn bà nó nấu biết cách thức nấu hơn mình. Dạ đúng rồi. Nấu dở mấy dạ. Nhỏ. Dạ. Dạ đúng rồi. Hay à, có cô chú cũng có ý kiến cho con á là để đằng sau này á ông Bảy. Hả? Thì con xem cái đằng sau này để con sắp xếp như thế nào. Đây là cái khúc này đó ông Bảy. Cái khúc này á là con sẽ ấy
ngày mai con sẽ mua một bao xi măng với lại bao cát á, nửa bao xi măng với bao cát con trộn, con đánh cái này cho đều luôn á. Con đi mượn ấy, con kêu con nhờ chú của con qua làm, con nhờ chú con qua làm này á, làm cho ông chỗ đó ông rửa chén rửa gì đó cho nước, cho đồ nước nó chạy sướng không, cái đó để con làm cho con nhờ chú của con làm được mà, chú con là ngày thợ. Trời ơi, làm thì cảm ơn chứ có gì đâu mà dạ. Tiền con lắm không ông, tại vì cái này á là giống như cái chai mật nho này cũng vậy, với lại mấy cái đó ông, là hôm trước là có chị Thảo á, chị có gửi con 200 với lại cái tiền mà của chị Ánh á, giờ là còn dư hôm trước con mua đồ còn dư cho á, là ơi, con để có dư rồi con đổ xăng chạy tới chợ nuôi thăm mua chi ba cái đồ này. Dạ. Với lại tiền của chú Phúc nữa ấy, con gửi cho con đó thì là con lấy con chích ra mấy số tiền đó để con làm cho ông, con lo cho ông mấy cái đó được cho ông nha. Dạ. Có gửi hả? Có, được, hôm qua con có nói ông gửi 500 ngàn á. Nhớ không? Lại quên nữa rồi. Vậy thì sao Thành Quy nó gửi cho Thành Quy nữa? Dạ đúng rồi, mỗi người 500. Vậy đi ha. Dạ. Vậy thì cũng được. Dạ thì giống như là con chích cái tiền đó ra để con làm đấy. Ở đây là con chích ra sẽ là ba người luôn, là vừa là chị Ánh còn dư tiền hôm trước con mua đồ á. Rồi là kiểu của chị Thảo là còn 200 ngàn nữa. Rồi là con sẽ chích tiền kiểu phúc ra thêm nữa để con làm mấy cái này ông nhé. Làm mà để con đổ xăng rồi con đi đầu này đầu kia rồi. Trời ơi, làm bao xi măng bây giờ cũng 100 rồi đó. Dạ được mà, để con làm. Cát còn ở ngoài mớ. Còn nhiều không ông? Không biết nhiều hết. Đâu để con xem nào. Ở cửa nào được không? Đó ở ngoài cái cầu đó con bước ra đó. Dạ để con xem này. Dạ. Để tí kiểm tra nha. Tí nói chung là ngày xây dựng thì tí không biết làm mấy nha, thì chắc là ngày mai tí nhờ ha. À, đấy con cát nè. Chắc bao nhiêu đây đủ á cả nhà. Để tí xem nè. Đây. Cái này chắc đủ đấy. Cát bao nhiêu đây là đủ đấy. Mình lấy mấy cái gì trộn qua nữa. Là sáng mai là tí sẽ ấy nha cả nhà nha. Tí sẽ mua bao xi măng về để tí lót ở chỗ kia. Tại vì tí cũng thấy cô chú có gợi ý cho tí là làm cái chỗ đó. Thì tí nói chung thì cũng nhờ cô chú thì góp ý nhiều á, thì tí cũng mới biết được, chứ tí một mình tí thì chắc cũng không biết được hết nha cả nhà. Đây này nước còn nhiều lắm này. Cái này thì để ngày mai tí làm nha cả nhà nha. Chắc là tí làm tới đây thôi. Làm tới đây thôi để cho cái nước chạy ra ngoài đâu ta. Để cái nước chạy ra ngoài kia hả? Đâu để làm như thế nào cho chính xác cả nhà. Cả nhà góp ý với tí với. Tí làm ở đây để nước nó ra chỗ nào. Nói chung là chỗ này là phải bằng phẳng cho ông nè. Tại vì ông cũng đứng tắm ở bên này đấy cả nhà. Đấy, ông đứng tắm bên này nữa thì lắc nước. Nói chung là ngày mai tí cũng nhờ chú của tí luôn qua đây để làm giúp tí. Nếu mà là không được chú của tí bạn thì tí sẽ tự làm luôn nha cả nhà nha. Đấy, cái này chắc là tí làm được thôi. Đấy, cả nhà nha. Sáng mà tí có gắn mấy cái cây để cái mút nó leo lên cái vàng này nè cả nhà. Wow, củi này là lấy ở trên bàn thờ ra đúng không ông? Củi này là ông lấy trên bàn thờ ra đúng không? Bao nhiêu đây củi là ông ấy nhiều lắm á. Bao nhiêu đây củi là ông xài lâu lắm á. Dạ. Dạ. Sao uống được không ông? Ngon quá. Ngon quá hả? Uống giống cái kia hả? Uống cái này nó có chất bổ nè. À đúng rồi, nó có đường ở trong á. Với lại đây có đá nó tăng ra đó, cũng ngon á. Uống mà nó hay hơn thuốc tây. Dạ cái này uống hay hơn thuốc tây chứ. Mình nó ấy có thuốc tây uống riết bệnh thế nóng thấy nó là nóng trong người. Nhưng mà ấy là ông mà hết đau đầu rồi thì mình ngưng thuốc tây lại ông lại nha. Ngưng nha. Chứ còn uống còn đau thì mình uống, còn hết rồi thôi mình đừng có lạm dụng quá. Vậy đó. Dạ, ông mà lạm dụng quá là nó bị gì cái là con ngoài buồn nữa. Phải rồi. Đừng có để cho nó bị cái gì nha, ngoài ý muốn nha ông Bảy nha. Dạ. Con cháu ở đây còn lo nhiều lắm. Nhưng tụi con ở đây là con còn lo cho ông rất là nhiều luôn. Cát đủ xài không? Chắc là đủ, nhưng mà trước tiên là mình là cứ bao nhiêu đó, còn nếu mà hết thì con chạy xuống con mua. Không có làm phỉnh chút ha, làm chi cho lớn. Dạ đúng rồi. Làm cho nó ấy cao cao lên chút. Dạ.
cao cao lên xíu để cho coi là cái độ nước nó chảy, đừng nó cho nó động lại hết không. Nhiều lúc ví dụ nước mà nước rửa cá rửa gì đó mình lấy lại mình tưới cho cây được. Nhưng mà nước rửa chén là mình phải đổ bỏ. Nó kiểu đó đó ông Bảy. Dạ. Con cũng đang gọi là như hôm trước con có nói với ông Bảy đó, thì cái hồ này thì con đang sắp xếp. Con bây giờ thì chưa làm được, nếu mà ấy thì có thể là tháng sau con sẽ làm. Cái hồ này con sẽ xúc, có thể là tháng sau. Cái đó vất vả con. Con nhờ anh em của con qua đây phụ người bằng tay chân là nhanh thôi à. Chứ cái đó phải có cây thang kìa. Dạ phải có. Xuống dưới. Dạ. Xuống dưới rồi hốt bỏ vô bao. Dạ. Để con kiểm tra lại một lần nữa cái hồ như thế nào nha. Xem coi thử coi. Dạ. Đã thôi sẵn tiện thì tí cũng hỏi cả nhà luôn nha. Cả nhà. Để tí hỏi cả nhà xem được cả nhà góp ý giúp tí nha, xem cái hồ này là còn sử dụng được không nha cả nhà. Đây nè cả nhà ơi. Đó, cả nhà xin giúp tí nha. Cả nhà xem giúp tí và cả nhà bình luận giúp tí luôn nha. Để tí biết được thứ nhất là tí còn biết cách nếu mà cái này còn sử dụng được mà. Nhưng mà cả nhà ơi, cả nhà cho tí hỏi á là cái này á, nếu mà mình trữ nước như vậy á, là mấy cái này rồi mình thoát nước kiểu gì cả nhà. Cả nhà bình luận bên dưới để dùng tí để tí biết nha cả nhà nha. Cái này cũng được đấy cả nhà ơi. Nhưng mà tí sợ là nước vô được mà kiểu như nước ra con được á, là nó thành ra là gọi là như thế nào cho hợp lý nha. Mình tí sợ mũi thì gì nó bay bào nó đẻ đấy, cũng nguy hiểm nha. Nước ở trong này cũng không có dơ mấy đâu. Để hoặc là tháng sau á tí có thể làm. Tại tí cũng bây giờ thì cũng đang gọi là đang nhờ tất cả các anh em á. Còn nhiêu bây giờ con mạnh tay con đổ qua ba cái. Dạ 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 con hiểu rồi. Có vậy. Dạ ok ông. Thôi tí đi dồn nước cho ông rồi tí đi lấy nước cho ông nha cả nhà nha. Đổ qua qua nè, lấy cái này kê có cái ghế. Trời ơi thấy là không mệt đuối chết bà nó không thấy không, con có sức nó khác không. Để tao giữ vậy. Xin được ai bình nữa mừng. Ai bình nữa thôi coi xin nhiều. Cái này thì cái xô lớn này không? Cái thùng màu xanh đó đi. Cái thùng màu xanh á, để con lấy đầy cái đó nha. Cái thùng cắt nữa, thùng lớn á, để con lấy đầy cái đó với hai thùng này nha. Trời ơi. Hai cái thùng kia cắt nữa nước nhiều lắm. Thôi hai bình nữa thôi. Con lấy hai bình nữa. Trời ơi, bao rượu đó lấy nhiều con ơi, nặng nề con lớn. Không nặng thì con sợ, không có sợ nặng đâu. Lấy nhiều quá bà ba không biết bà có la ó ấy bà bực bội quá. Dạ hồ hai mình nó mừng. Bà ơi hôm nay con qua lấy nước cho ông Bảy nha bà nha. Dạ dạ cái này lấy ống bỏ vào luôn sao bà nha. Ở đâu không bà lấy ngoài đó hả bà. À dạ cười đã ghê được chứ. Đây cả nhà ơi, tí lấy đây, rồi tí nói chuyện bà ba xíu nha. Wow, cái này có ống nè, có ống chỉ vào nè. Một người quay cũng hơi cực đó cả nhà. Đó. Thấy được đấy, đi, nói chuyện bà ba xíu. Dạ, con mới vào hồi nãy luôn á. Con mới tới được chắc được khoảng mười mấy phút, 15, 16 phút gì đó. Bà ba ơi, hồi nãy con có nói với ông Bảy là con qua lấy nước á, nhưng mà ông Bảy cũng lo á. Không, ông Bảy cũng sợ bà ba buồn, ông Bảy mới cho buồn. Sợ ông, sợ ông đó ông vừa ông
chứ không phải ai sao á. Không phải đâu, ông sợ, ông sợ ấy đấy, ông sợ lấy nước nhiều quá là bà buồn ha. Buồn gì đâu buồn. Đấy con nói với ông mà ông nói là thôi mày lấy nhiều vậy là sợ bà ba buồn tao là chết tao luôn. Có đâu, tao mà buồn ẩm. Dạ. Tao dám lấy rồi cho tụi mày chớ khổ cực tụi mày chứ. Tao khổ cực gì đâu, tao bây giờ mày lấy 200 nhớ chân hay. Đây 500. Nên chấp. Dạ. Đó nhiều. Dạ. 5.000 mày chớ 5.000 mày chết mệt, mệt nghỉ mày vậy. Dạ. Thì thôi bà ba giống như là như vậy này, con nói về con nói như vậy bà ba có đồng ý không nha? Để con gửi cho bà 100.000 con lấy nước nha. Bà. Bà lấy mắm nêm nha. Mày lấy. À vậy hả bà? Nhưng mà để con gửi tiền cho bà tiền ấy nha, tiền cho bà nha. À có cách này nè, có cách xử lý rất là hay luôn. Cả hai đều hợp tình hợp lý luôn. Có cách này hay lắm này. Có cách xử lý hay lắm. Đây cái cách này hôm nay là con sẽ mua hai chai này là 100.000 ok không? 200.000 ha. Ừ. Không, con mua giống như là con mua thứ nhất là mua ủng hộ bà, thứ hai là giống như là con gọi là con phụ bà tiền nước, tiền con lấy nước của ông bảy, bà ba chịu không? Dạ. Yeah. Thì con có tấm lòng vậy thì sao mà ba chịu? Đấy, con là con muốn gọi là con muốn là bà cháu của mình là cứ vui vẻ với nhau luôn. Đấy. Dạ. Với lại bà ba biết sao không? Bà ba cũng cố gắng nhận tiền này giúp con để cho gọi là giống như là thưa ông bảy cũng không có ngại nó đó bà ba nha. Dạ, giống như là con phụ tiền nước của bà. Chịu không? Con nói gì ông bảy nha. Dạ, nói sao bà? Bây giờ ông ấy nói lấy nước bà ba ngại quá. Bây giờ giúp 100 ngàn cho bà ba. Dạ. Ba mới chịu. Dạ. Cái ông gì nha, ông khỏi buồn. Ông khỏi ngại nha con nha. À, ông sợ ngại. À, chừng nào con có đứa nào nó không ế thì nó xuống nó lấy. Dạ. Còn con thì con ủng hộ cho bà ba. Dạ, giống như cái này con ủng hộ bà ba. À. Vừa là mở sáng giờ là con không có thời gian con đi ăn đám hỏi của đứa cháu. Vậy hả? Con không có thời gian con định chạy qua bà nói chuyện chơi rồi đấy. Chứ bình thường con không quay con cũng ghé bà mà. Thằng Huy xuống đây mà sớm. Dạ. Muốn cho nó bị trái cây trà bá này, tối này cho đưa bữa nào nha. À, cái gì? Trái cây. À để con tụi con mua được mà, tụi con. Người ta cho bạn bè cái cho mà ba. À dạ. Cho nó lại. À dạ. À, con đi lấy nước, cái nước ở đây. nói chuyện với bà ba là say đắm lắm. Đấy cái nhà nước đây nè. Đó, thì tí cũng gọi là làm cho thứ nhất là ông bảy không có ngại. Đấy là thứ hai nữa là bà ba gọi là cũng rồi là cũng thoải mái hơn á, một cả nhà thì tí cũng không có ngại nữa đấy. Đó là như vậy đấy. Nhưng mà ông bảy cũng tội lắm, cũng sợ bà ba này kia gọi là. Vô ai phụ chở đâu con? Tôi có mình con chở thôi hả? Ủa, chở 5 thùng với chở 2 thùng nữa á. Chơi luôn. Trời. Vô vậy hả? Như vậy mới chở nhanh được. À phải chi mà nhà ổng mà có đồ chạy vô nó sướng biết nhiêu hơn. Dạ. Để mà nó dắt vô mà thấy cái cậu. Trẻ có sao đâu, tụi con dắt được mà. Tụi con còn khỏe, còn trẻ. Làm được. Chứ tụi con mà như ông bảy như vậy mà hồi nãy con đòi đi lấy mà ông bảy nói là thôi lấy ít thôi nè, để tao đi lấy hai bình được rồi. Ôi, cái con mình nói là không ông xách hai bình đó mà ông xách từ đây tới đó là cả tiếng đồng hồ mới tới nhà. Mà có hai bình có 15 lít thôi. Dạ. Ông đó ông dắt quá. Không, tại vì ông bảy cũng sợ ngại, sợ nhờ con cháu ngại thôi. Ông sợ ngại quá. Ông sợ ngại, nhưng mà thôi, con cháu thì nói chung qua thăm ông thì giống như là con cháu trong nhà luôn rồi. Mà ở vậy? Dạ, chứ bây giờ không ai lo cho ông thì tụi con và anh Vi cũng phải lo thôi. Đó, lo về nước này với lại đồ ăn uống này hàng ngày cho ông. Được sớm rồi á. Dạ, hai vợ chồng anh Vi đi sớm lắm. Hai chồng vô, hai chồng có ngủ, nó kêu trời đất hả? À, có kêu. Đổ nước. Dạ. Bà ba ngủ dậy mấy giờ? Thì nó có ít, tự nó mới khuyên đầu không coi tụi mày á, tụi tao tụi mày á. Ui, ai cũng khen hết. À. Bà ba phúc hậu quá, chúc bà ba mạnh khỏe, chúc bà ba sống lâu trăm tuổi, chúc bà ba có giọng cười. Ui trời, ai cũng thương hết. Tao còn kìa, tao còn mới nó coi. có xem được video của con chưa? À, thì đâu. Có xem được video con quay được không? Có xem mà cái cối cái chày 1.2 mới bán không? Trời ơi, cối đó mà nó ngon. Ngon. Cối đó tao nó ú ù luôn. Dạ. À,
được được đấy chị. Thôi bây giờ là con đi chở cho ông bạn xíu ra bà nha. Bữa nào xuống nhà tám con cho bà hai nha. Dạ bữa nào á, đây thì xuống thì con sắp xếp xíu ra. Là con cũng chưa hứa, con cũng đang nhờ làm cho ông bảy để làm cho hoàn thiện cái chỗ nền nhà cho ông luôn. Dạ để bữa nào thì ấy thì là nhà bà tám như vậy là chị em của bà xà và bà hả? Em của bà ba hả? Dạ là mời tụi con qua chơi hay là như thế nào hả bà? Dạ. Dạ. Không có gì á. Không nói chuyện với nó mày nó quay nó lên. Dạ. Để tụi con sắp xếp đã. Giờ mà hứa trước là có lỗi lắm. Dạ. Thôi bây giờ là bà chờ con xíu, con chở hai thùng này lát nữa con đi chở một lần nữa là xong. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ phải, tụi con phải đi. Nhưng mà tụi con chưa biết thời gian thôi. Chắc chắn là sẽ đi. Ok. Thì khi nào có thì con chạy qua bà. Dạ dạ. Dạ dạ. Chết. Thôi con đi cái bà nhé. Đây nước này cả nhà. Tới chở hai bình luôn nha. Cho một lần hai bình luôn cho nó nhiều. Chứ một bình thì nó hơi lâu. Tuy là chở nó hơi nặng một chút xíu nhưng mà vẫn chở được nha cả nhà. Bây giờ hai chai luôn, hai bình luôn. Bà rồi, con cũng có gửi tiền phụ tiền nước bà ba rồi. Dạ ông đừng có lo nhé. Đi không chịu ướt cái bình nước này. Thôi đi chạy cái này thôi. Thôi con lấy cho ông này đi. Trời ơi con sao con làm được mà, con cứ yên tâm. Con lấy nửa là lấy hai thôi. Thôi ướt mình đi không chịu ướt rồi. Tí đem ra ngoài rồi nha. Cái này còn một bình nữa, mình nắp mình vào lấy.
có nước cho ông xài nè. Đây cả nhà ơi, tí lấy cho ông rồi nha. Thì tạm thời hôm nay thì tí lấy bao nhiêu đây thôi, ngày mai tí lấy tiếp. Ngày mai tại vì tí còn sửa chỗ này đây, tí sang tiền đó là tí nhờ chỗ của tí để làm cái này, để thời gian đó là tí chợ nước luôn nha. Thôi giờ tí trò chuyện với ông Bảy. Mệt tay chân đau giờ như nứt. Đừng ông sách không nổi đâu. Không nổi. Cái cán là ông sách không nổi rồi dạ. Như nít vậy. À dạ. Khổ. Bây giờ á, về cái chuyện nước á là để tụi con lo. Thì tụi con lấy thì tụi con cũng phải gửi tiền cho bà ba rồi. Gửi gì lâu lâu ấy. Dạ thì đó, lâu lâu gửi cho bà ba một ít, cho nên là nói chung là tình cảm thì bà ba vẫn ấy thôi. Bà ba vẫn nói là nói với ông á là ông đừng suy nghĩ gì hết đó chứ. Bà ba nói là đừng có suy nghĩ gì hết đấy. Chứ nước nôi thì để bà ba lo được, nhưng mà tụi con thì tụi con nghĩ á, tụi con cũng nói chung thì tụi con lâu lâu cũng phải gửi tiền cho bà ba để cho bà ba gọi lại để phụ tiền nước, chứ tụi con thì không thể lấy không được. Dạ tại vì nước bà ba thì cũng sử dụng á, thì cũng gọi là ấy đấy ông, cũng trả tiền cho nhà nước mà, đâu phải là nước bà ba lấy không đâu, cho nên thì con thì cũng phải phụ cho bà ba một ít, chứ không thể nào mà không phụ được. Dạ đó, cho nên là ông yên tâm về nước nha. Nước để tụi con không? Dạ cảm ơn. Ông cứ nói cảm ơn tụi con vậy, tụi con cũng nói chung vui thì tụi con cũng vui. Nhưng cảm đi nít đấy, bây giờ là ông yếu lắm rồi. Ông cố gắng giữ gìn sức khỏe ông nha. Thì nước nôi thì tụi con đã lo rồi. Lo gì nữa, ăn uống tụi con cũng lo rồi. Bây giờ thì ông cứ nghỉ ngơi thôi, không biết làm gì hết ông nha. Cảm ơn. Dạ thì lâu lâu thì ông ví dụ ông ra ngoài vườn vận động tay chân, ví dụ làm cỏ làm gì đó thì cũng bình thường thôi, cứ làm. Cho đó mình gọi là dặn gân dặn khúc cũng được, không sao hết. Nhưng mà ông là không nên đi lùm phê chai nữa không nha. Đi dò thẳng rồi, năm nay nó yếu quá con. Dạ. Đừng có đi lụm ve chai ve chiếc gì nữa. Đây rồi, té với đá rồi. Không, mà té với đá là không ai thấy nữa là khổ lắm. Khổ. Đây, còn tụi con lại đi kiếm nữa. Mất công. Dạ. Đấy thì về cái việc nước là ông yên tâm rồi nha ông nha. Nhưng mà cái đó là để sáng con qua làm nha. Thì ai biết vô con sắp đặt cũng... sắp xếp. Dạ. Sắp xếp thì sao? Cái chai này là cái chai miễn đấy không? Ông coi chừng là ông để nhẹ nhẹ, coi chừng ăn để mạnh nó bị bẻ ông nha. Dạ con sợ rồi. Còn cái chai kia là chai nhựa, nó khác con á. Dạ dạ thôi thì video con tới đây thôi. Thì con cũng xin phép kết thúc video tại đây. Thì cả nhà ơi, thì tí cũng cảm ơn tất cả mọi người thì đã xem video của tí. Thì đến đây thì cả nhà xem video của tí thì cho tí xin một like, một đăng ký tới cả nhà nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chào tạm biệt.